canxi, chắc khỏe xương, tăng cường đề kháng. Nhưng tôi nói thật sự tôi hy vọng rằng mùa sau phải có Lâm trong đội hình của bảy đội. Tại vì bây giờ là Lâm vô, Lâm làm một khí thế khủng khiếp. Thì người nào yêu cầu thì người đó đi ra đi ạ. Bé sao nó vô không được sao? Bạn nói đúng chứ bọn. Yêu cầu gì phải đi chỗ khác nhường chỗ cho người ta chứ. Mùa sau mời Lâm chơi một số nữa. Trời vui. Thôi trời mới nguyên một series đi. Nguyên series rồi ai ra? Ai cũng cơm áo gạo tiền, cũng mấy con nhỏ tùm lum. Thôi thông cảm đi nha, cưng nha. Chúng ta đã quay trở lại với 7 nụ cười xuân. Hey, hey, hey. Dĩ nhiên, thua phải bị phạt. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Ai muốn bị phạt đầu tiên ạ? À? Chúng tôi muốn thách đấu ạ. Thách đấu gì nữa? Anh Lộc có ý tưởng gì không? Đừng nhận thôi. Trong giờ phút này tại vì tôi bị ớn cái máy khí con kẹt này quá. Em muốn thách đấu, nếu như ai thua thì sẽ bị phạt chung với đội của em. Thay cho Chukiza đúng không? Tạo điểm bé. Đúng rồi. Không, em phải trải nghiệm những hình phạt của tụi anh. Vui vô cùng tận. Dạ, mời em. Được. Là em đầu luôn hả? À, tụi em. Thôi để tôi đầu tiên cho. Mời Tiết Lực. Ai sẽ là phạt Tiết Lực ạ? Anh muốn ai là người điều khiển cái máy khí bun cơ chẹt này ạ? Em bun cơ chẹt. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi chia nóng quá đã. Bám bám. Nhẹ nhàng. Sao có những gì anh gây ra cho tụi em? Không sao. Anh tết rồi không sao. Áo nó vẫn dơ mà. Hơi dơ thôi. Bây giờ đến lượt Chukiza. Mình gieo nghiệp đi cưng. Đi. Em là người con gái chơi dũng cảm, tôi chịu chung với em. Thuôn. Thôi chịu chung với em ok. Hai em ít hơn tôi đó, tôi nhiều hơn em. Cho em Lâm dĩ dạ được không? Ủa sao đó ba tháng hai lần dữ vậy? Đừng thái độ như vậy. Lượt cuối cùng là Lâm Vĩ Dạ. Thấy chưa? Chơi. Tới hiện tại thời điểm này thì Chu Danh, con thấy tình hình thế nào? Dạ con vẫn ổn. Ban đầu thì con cũng hơi kiểu như là nghĩ là trên TV thì sẽ kiểu mạnh hơn, còn ngoài thì sẽ nhẹ nhàng hơn á. Nhưng mà tới có vẻ như là kiểu vừa mất sức mà vừa kiểu bị chịu phạt rất là nhiều. Nhưng mà vui ạ. Cảm thấy như thế nào về đồng đội ạ? Thôi đừng hỏi vậy. Em là một cô gái mạnh mẽ, tương lai của em sẽ còn phát triển nhiều nữa. Dạ. Chúc em vạn sự hanh thông. Dạ. Quay đầu là bờ. Anh cũng nói không nữa. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành phần giao lưu khách mời ngày hôm nay. Ủa gì vậy, sao hỏi giao lưu em? Ông Lâm thì em quá giỏi rồi. Wow. Em là quá giỏi, ước mơ của em là được làm một trong 7 nụ thôi. Cho nhưng mà không ai chịu. 7 nụ trong đây thì không cần người giỏi như em. Thì hồi nãy Ngọc nói là sẽ nhường vị trí của Ngọc cho Lâm, thì Lâm thấy sao? Thiệt hả? Dạ. Sao vậy, em đi đâu vậy? Lấy chồng hay sao? Tại em yếu quá nên em thấy là em bị ảnh hưởng mọi người quá. Còn anh mạnh, anh vô anh chơi được với anh Luật, em thích. Thôi em đã nói vậy thì anh nhận. Dạ không bao giờ có đâu ạ. Không phải. Tại vì ngày mai cũng hết quay rồi. Là hết mùa rồi hả? Dạ hết rồi. Nói bậy dành mùa sau chá lương. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là một tập đoàn 7 nụ. Tập đoàn 7 nụ. Mà tập đoàn thì có nhiều công ty. Chung lại một tập đoàn. Những công ty khác mà moment tới đây chúng tôi đạp về dòng giữ xe liền. Dễ gì vậy? Đạp anh chết luôn. Chứ ngân có nói nhỏ vô tay là anh ơi, chơi nó không cần chức, không đủ level, tụi em thấy thì em không mệt chút nào. Đó, nhìn bé là trắng phếu, có bị gì đâu. Tụi tôi rất mệt luôn á, tôi em không hề bị té rồi bị tất cả mọi thứ đập đầu. Nhưng tôi nói thật sự tôi hy vọng rằng mùa sau phải có Lâm trong đội hình của bảy đội. Tại vì bây giờ là Lâm vô, Lâm làm một khí thế khủng khiếp. Thì người nào yêu cầu thì người đó đi ra đi ạ. Bé sao nó vô không được sao? Bạn nói đúng chứ bọn. Yêu cầu gì phải đi chỗ khác nhường chỗ cho người ta chứ. Mùa sau mời Lâm chơi một số nữa. Trời vui. Thôi trời mới nguyên một series đi. Nguyên series rồi ai ra? Ai cũng cơm áo gạo tiền, cũng mấy con nhỏ tùm lum. Thôi thông cảm đi nha, cưng nha.
Rồi Lâm ạ, ngày hôm nay trở lại là một lần thứ bao nhiêu rồi thì... Thứ 78 rồi. Thì cảm giác như nào? Cảm giác y chang cũ. Em có cảm giác như anh em trong đây hòa thuận với nhau quá. Phải chi em là một nụ trời ơi. Anh em nghệ sĩ chúng ta hòa cùng Lê Ca. Trời vô liêu liền. Vô liền. Dạ. Dạ. Chú Quý Sa thân mến, giờ hát thêm một đoạn được không? Dạ. Chắc là em sẽ hát cái bài hát mà em mới ra mắt. Ừ. Hay em sáng tác luôn thì em hát trong một đoạn hơi dài xí. Rồi. À, các nghệ sĩ ơi, cháu nó hát không cần minh họa nhé. Dạ. Bởi vì em thấy nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Bởi vì em mong có anh, có anh, có anh. Người làm em cứ ngóng trông hoài, người làm em thao thức đêm ngày. Liệu rằng anh có nhớ em sống, em nhớ anh. Có muốn ta có nhau đến sau để sớm muốn... em. Có muốn ta có nhau đến sau để anh sớm muốn... mình em sẽ mãi yêu thầm. Giờ mình anh cứ mãi lòng thầm, ta cứ thế thôi. Hay. Thì ngày hôm nay cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm, cảm ơn Chu Kỳ Sơn, cảm ơn tất cả các anh chị em và cảm ơn quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Em có kinh nghiệm rồi, em chịu đau đớn trong cuộc đời này nhiều rồi, cho nên mấy cái bóng này không làm khó được em. Bây giờ nghe em. Dạ, 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 dạ. Anh hiểu hết, em tập trung mình phép thôi. Anh và Linh tập trung đánh giá. Nó trơn quá. Có đập đầu không? Đập nhưng mà không sao. Trời sao không sao? Bây giờ là... để cho bảo vệ lắm nhà. Anh có đợi cho anh. Đâu có đợi được cái, nó trơn quá. Anh đợi trẻ trẻ thôi. Không phải, phải nói cho phải bú hay dạ nha em. Cho phải bú hay dạ nha em. Tôi đỡ rất nhiều luôn á. Nếu nhờ khán giả quý vị mà có xem, làm ơn bếp lại cho tôi chứ. Tôi thấy cô biết là không tin ban tổ chức luôn. Anh ơi, nhưng mà có đến sai bao nhiêu cũng có thể là còn lên tới 230 được. Đọc ra bóng trái. Bóng trái là bóng trái. Hay là một trời hay quá, nhưng mà bảy đội không cần hay như vậy. Đáng không? Hành hạ vui lắm hả? Sao mà vui vậy? Quay đi đó rồi cái nào anh Lực anh cũng tự bé Ngân với bé Ngọc thôi coi. Chính quét vô để cái đầu nguyên con thấy mẹ. Vừa bắt nổ quá trời nổ rồi đâm cái đầu bắt nổ quá trời nổ rồi. Được vừa với lại mấy bạn đi. Trời ơi, anh tôi chọc cái đầu cái mấy giờ mắt đỏ kè luôn. Còn thôi đừng khóc mà anh ơi, đừng khóc mà cái đầu cái thôi. Thắng thua chi không biết ha.
có đúng. Đi lao cho tôi, lao cho tôi đàng hoàng. Lao cho anh thì anh bỏ cho nó nó la thì em lao cho anh. Lao mặt thưa đàng hoàng. Cái dĩa dơ tôi quên. Làm ghế luôn. Ăn ghế luôn à. Mày thấy mày vô dụng chưa?